Thưa quý vị, mới đây thì lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi là mua bán người sang Trung Quốc, đồng thời giải cứu được nạn nhân. Tại khu vực khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, lực lượng biên phòng Nghệ An đã phát hiện bắt giữ đối tượng Cụt Thị Tư, sinh năm 1993, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, có hành vi dụ dỗ một phụ nữ cư trú tại bản Na Nhu, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đưa sang Trung Quốc bán làm vợ. Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận vào năm 2018, đối tượng đã từng dụ dỗ một nạn nhân sang Trung Quốc bán với giá 3 vạn nhân dân tệ. Hiện đồn biên phòng Mường Ải đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ. Câu chuyện huyện nghèo xây dựng tượng đài 48 tỷ đồng ở tỉnh Bình Định đang gây xôn xao dư luận, đó là huyện Vĩnh Thạnh, một trong 3 huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định. Hiện thì tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh với vốn đầu tư hơn 48 tỷ đồng vẫn đang được khẩn trương hoàn thành. Huyện Vĩnh Thạnh cho biết ý tưởng xây dựng công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đã có từ nhiều nhiệm kỳ trước. Đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định mới phê duyệt cho xây dựng. Phần tượng đài có chiều cao 20m, trong đó phần thân tượng đài cao 15,5m và bục cao 4,5m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối, được xây dựng ở đồi Lâm Viên, thị trấn Vĩnh Thạnh, trên diện tích khuôn viên hơn 3.000m2. Phần chính của tượng đài là hình ảnh điêu khắc tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm của quân dân hai làng Tơ Lo, Tơ Lè, đồng bào Ba Na. Công trình đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc và phấn đấu hoàn thành trong quý 3/2020. Cũng theo ông Lê Văn Đầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, hầu hết nguồn vốn xây dựng tượng đài do tỉnh hỗ trợ. Huyện chỉ đối ứng một ít từ nguồn xã hội hóa, chứ không lấy vốn sự nghiệp hay vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như chương trình 30A hoặc chương trình 135 ra làm.